Anh đi uống nước xăm. I don't wanna fall in love no more. It's just too much. It's just too much. Bây giờ tụi mình sẽ đi Target. I don't wanna hear a word no more. I'm done, but I just can't let go of you. No, I just can't do it. Uyên rất là thích notebook, thích sổ tay. Và cái cuốn sổ mini là này là cái cuốn sổ mà Uyên đã dùng rất là nhiều tháng. Ok, nãy giờ mình dạo dạo rồi, bây giờ mình sẽ đi mua cái đồ mình cần mua.